Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại này của em nè, 034 830 843. Rồi, em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa ở dưới cái tiêu đề của cái video này ha. Mọi người bấm xuống cái tiêu đề sẽ thấy ha. Rồi, mọi người theo dõi video em đăng lên mới á, thì bấm vô cái đăng ký kênh giùm em ha, để cho nó cập nhật về cái video mới cho mọi người, thông báo cho mọi người biết ha. Rồi, hôm nay em lên cái video 66 ha. Đây là cái video 66. Đầu tiên là cái cọng dây mài khuôn ha. Đây, cọng dây mài khuôn. Dây này nó là cốt 6 mm ha. Nó kẹp được mũi từ 6 mm trở xuống nha mọi người. 6 mm cho đến 0.1 luôn ha. Nhỏ nhất cho đến 6 mm. Dây này làm rất là chắc chắn luôn ha. Đây là đồng hao ha, bạc. Nó đóng bạc hao. Ở đây nó có cái bơm dầu luôn nha mọi người. Xài nếu mà khô thì bơm dầu vô. Đây cái đầu bét để bơm dầu nè. Đây, mình sẽ bơm dầu vô. Hai đầu đều có bơm dầu luôn. Ok, cái dây này khoảng chiều dài nó. Để em tí em lấy cái thước nè. Đây 60. Chiều dài nó cỡ 90 nha mọi người. 90 cm ha. Chiều dài nó là 90 cm. Đây, kích thước của cái tay cầm nè. Rồi, đây nó có lò xo để bảo vệ ha, chống nó gãy cái đầu. Rồi, cái dây mài khuôn này có mã là 6601 cho mọi người, giá bán là 650.000. Rồi, tiếp theo là cái một cái kìm mở phe 4 tới 10 mm ha. Đây. 10 chưa sử dụng luôn. Đây, đầu rất là nhỏ. Kìm này chuyên mở đồ nhỏ ha. 4 đến 10 nè, super super da ben luôn. Đây, kích thước nhỏ gọn 14 cm. Đây, đầu này nó là khoảng 1 mm ha, đầu nó 1 mm. Đây là nó mở phe ngoài nha mọi người. Rồi, cái này để bảo vệ nó ha. Ok, của thương hiệu Super ha. Để bên sản xuất nè. Rồi, cái kìm phe này có mã là 6602 nha, giá 250.000. Tiếp theo là một cái cây cắt kiến lưỡi bằng hợp kim thép ha. Đây, lưỡi nó là thép hợp kim đó, nó háp một cái đầu hợp kim vô để mình cắt.
còn bén, rất là bén ha. Lưỡi lưỡi gần như mới vậy, chưa sử dụng. Đây, còn nguyên à. Sắc bén. Lưỡi cắt gạch. Đây là thương hiệu của Japan nè mọi người. Thương hiệu ngôi sao. Cái này để dùng để bẻ gạch nè, khi mình cắt một đường xong rồi đó, mình lấy này bẻ. Rồi cái cây cắt kiến, cái xin lỗi, cái cây cắt gạch này có mã 6603 nha. Giá 200.000. Kích thước nó nè, 19 cm. Rồi tiếp theo là một cái máy bắn silicon ha. Máy bắn keo. Keo silicon nhiệt á. Keo nến. Đây cái keo này đường kính nó thông dụng nè. Mình mua ngoài rất là nhiều chỗ bán. Đặc biệt cái này, cái lưỡi nó là chuyên để rà keo cho nhanh nha mọi người. Đây. Dù mình mấy cái mép á, mình kê vô vậy nè. Rà nó nhanh, nó ra rất là nhanh. Đây có đèn báo luôn nha. Đây là chỉnh nhiệt của nó nè. Một trăm hai đến 220 độ. Đó, có từng nấc nè. Chỉnh được nhiệt độ luôn. Còn nguyên dây luôn nha mọi người. Nó xài điện 100V nha. Đây này là hàng Nhật, xài điện 100V. Đây. Rồi cái súng bắn keo này nè, mọi người xem cận cảnh cái đầu ra keo nó ha. Đây. Rồi keo nó như thế này nha. Đó. Để mình vuốt keo nhanh á. Rồi súng bắn keo này có mã 6604 nha. Giá bán 400.000. Tiếp theo là một cái cây đánh bẫy cá nha mọi người. Cây này nó bằng đồng thau nè. Nguyên cái lưỡi nó bằng đồng. Nên xài rất là bền. Kích thước là 20 luôn. Đây. Rồi cái cây đánh dãy này có mã là 6605 nha. 150.000. Rồi tiếp theo là một cái bộ đóng số nha mọi người. Đây cái bộ đóng số của Anh sản xuất. Đóng chữ nha mọi người, đóng chữ, xin lỗi. Nó là đóng chữ được 27 ký tự luôn. Đầy đủ cái bàn phím 27 ký tự luôn. Đặc biệt nó là thép trắng ha. Đây. Thép trắng của anh Lanh nè, là anh sản xuất á. Thương hiệu của anh luôn, đóng 1.5 mm. Đây. Cái mũi cái lưỡi nó là 1.5 mm á. Đây. Đây kích thước của nó nè. 6,5 cm ha. Thân nó là đây. Khoảng 6 mm. Rồi cái thông số đây là nó đây 1.5 mm ha, số từ chữ từ A tới Z đó, 1/16 inch. Đây là thương hiệu, 27 ký tự nha. Rồi cái bộ đóng số này nó có đóng chữ này có mã là 6606 nha.
còn đóng chữ của anh có mã 6606, giá bán 650 ngàn. Đây kích thước cái hộp nè, rồi tiếp theo là một cái bộ mũi khoan sắt. Đây mũi khoan sắt ha, nó hình nó là khoan sắt nè, HSS. Bộ này gồm 13 mũi khoan, nhỏ nhất là 1.5 tới 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5. Lớn nhất là mũi 6 ly rưỡi ha, nhỏ nhất là mũi 1 ly rưỡi. Đây là của Nhật ha, mũi khoan này thương hiệu của Nhật nha mọi người, chưa có mở ra luôn, mới tin chưa sử dụng nha mọi người. Đây là em mở ra lần đầu nè. Đó. Đây 6 ly rưỡi nè. Mới rất là đẹp luôn. Rồi cái hộp mũi khoan này có mã là 6607 nha, giá bán 550 ngàn. Cái kích thước của nó nè ha, rồi tiếp theo là một bộ lưỡi cưa của Nachi, Nachi của Nhật ha, lưỡi cưa sắt. Đây 24T mã nó nè, là 240 mm, 24 cm. Bộ này mới chưa sử dụng luôn nha, của Nachi, thương hiệu Nachi nổi tiếng với mũi khoan và mũi mấy cái dụng cụ cắt ha, khoan cắt nữa, nó làm rất là ok. Nachi Japan ha, một bộ dây ra 10 lưỡi, 10 cái lưỡi cưa sắt nha mọi người. Rồi 10 cái lưỡi này có mã là 6608 nha, giá 250 ngàn một bộ. Kích thước nó nè, đây là kích thước nó nha mọi người. Đây full lưỡi là 26.5 ha. Đây đó, hết cái lưỡi là 26.5 ha. Rồi tiếp theo là một cái cây cạo barbier, cạo mấy cái mình ví dụ như cắt sắt thép đồ ống đồ mình cắt ra rồi nó còn cái barbier dính đó, ở cái mép đó. Lấy cái này cạo nè, đây là cái lưỡi hợp kim ha, rất là cứng luôn. Mũi này có thể cạo được thép ha, cạo được sắt, nhôm, nhựa. À, cạo ống đồng luôn, ống đồng cái mép á mình xoay một vòng rất là ok. Đây là có hai lưỡi nha mọi người, một bộ này nó có hai lưỡi nè. Đây lưỡi hai hế luôn. Đây kích thước nè, 15 cm ha. Rồi cái bộ cạo barbier này có mã là 6609 nha, giá 250 ngàn. Rồi cuối cùng là một cái cây cưa lọng tay thủ công ha, dùng để cưa mấy đồ mỹ nghệ. Đây nó còn nguyên bao chưa sử dụng. Đây cái bao nó nè, hình hướng dẫn mình cách sử dụng cưa nè. Đây là hình cái lưỡi nha, phóng to của cái lưỡi đó. Cái lưỡi đa năng nè, lưỡi xoắn. Đây là cái lưỡi cưa dây ha, nó như cọng dây thép vậy đó, nó xoắn đường tròn. Đây là mình tháo lưỡi ra nè, dọn như nè.
Này, cái lưỡi này thương hiệu của Nhật nha mọi người. Này. Nhật sản xuất nè. Kích thước nó nè. 28 cm. Đây là 13 cm ha. Cái đó khoảng không này là 17 cm. Rồi đặc biệt đây nó có một cái lưỡi sơ cua nữa mọi người. Đây. Lưỡi còn nguyên mới luôn, chưa sử dụng nè, một lưỡi sơ cua luôn ha. Rồi cái bộ lưỡi cưa này nó có mã là 6610. Giá bán 250.000 nha mọi người. Rồi ok, em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha, ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.